Dạ. Dạ đây là toàn cảnh ăn uống của dòng họ nhà em, ăn uống cực khổ quá. Con vợ em sáng giờ chưa ăn gì trơn mà hai chị em nó xúm xụm lợn ăn. Đó, đó nó ăn kìa, đó thấy ghê không? Đó, con em nó ăn kìa, đó. Đây là mẹ, mẹ vợ em, đó, ăn quá ăn. Mà đồ ăn coi như ở đây nè, đó. Nguyên dòng họ gia đình xúm xụm lợn ăn có mấy món thôi đó. Bây giờ em đứng không quay phim đâu được ăn nữa. Vợ ngon vậy? Đó không, bà nội. Trời ơi má, bây giờ không còn biết trời chăng mây gió gì, không còn biết trái đất là gì. Em tên gì? Chết cha không biết luôn rồi, nó đói quá rồi. Trời, nó ăn xúc sổ rồi, nó ăn nó ta chạy từ bên kia qua bên kia kìa. Trời đất ơi, cái ghê quá. Đây nè, hai vợ chồng này nè. Bạn em nó giật dẫn đi chơi. Thập quân khắp. Kha bà nội mày đói muốn chết nè. Đó, đây nè. Trời, con em ruột em là nó ăn rồi, nó ăn không còn biết trái đất luôn. Trời, vợ hoàng hồn lại chứ em, hoàng hồn lại chứ ăn. Trời, nó ăn luôn, không nói chuyện luôn, chết luôn. Ủa sao cô điên, tôi đứng tôi quay hoài vậy, rồi tôi ăn cái gì? Thôi em cúp máy em ăn nha.